Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lào Son Sẩy Sifandon nhấn mạnh EAS là một phần không thể thiếu trong cấu trúc khu vực do ASEAN làm trung tâm. Trong 19 năm qua, hợp tác EAS đã đạt được tiến bộ và mở rộng đáng kể. Thủ tướng Sifandon cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ EAS để thúc đẩy sự hiểu biết tin cậy và sự tin tưởng lẫn nhau. Đây là những yếu tố then chốt cho các mục tiêu chung về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Ông Sĩ sì Văn Don nhận định, cuộc họp mang đến một cơ hội quý giá để thảo luận về các cách thức tăng cường hơn nữa hợp tác trong khuôn khổ EAS với mục tiêu nâng cao tính phù hợp và hiệu quả. EAS lần thứ 19 có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại diện từ các nước thành viên trong ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga và Mỹ. Kể từ khi được thành lập vào năm 2005, EAS đã đóng vai trò là diễn đàn đối thoại về các vấn đề chiến lược rộng lớn liên quan đến Đông Á cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở Đông Á nói riêng và thế giới nói chung.